Kính thưa quý thầy cô, quý bác sĩ, quý dược sĩ đang tham dự hội nghị khoa học thường niên hô hấp Việt Nam năm 2021. Em xin phép được giới thiệu, em là dược sĩ Đoàn Bảo Huy, phụ trách sản phẩm Cansidat của công ty MSD. Hôm nay em rất hân hạnh được giới thiệu đến quý bác sĩ, quý dược sĩ về sản phẩm Cansidat là một lựa chọn tối ưu trên bệnh nhân nhiễm nấm xâm lấn. Em hy vọng qua phần trình bày, quý bác sĩ có thể hoàn toàn tự tin lựa chọn Cansidat là đầu tay trong điều trị nhiễm nấm xâm lấn nhằm cứu sống tính mạng của bệnh nhân. Như quý bác sĩ, quý dược sĩ cũng đã biết, tại Việt Nam, nhiễm nấm xâm lấn chỉ mới được quan tâm trong vòng 5 năm trở lại đây. Tuy nhiên, lịch sử hình thành của các thuốc kháng nấm đã diễn ra từ lâu đời trước đó. Thuốc đầu tiên là amphotericin B dạng cổ điển được giới thiệu vào năm 1960. Tiếp theo đó là sự phát triển của các thuốc kháng nấm thuộc nhóm azole như là fluconazole và itraconazole. Đến năm 1995 và năm 1997, các nhà nghiên cứu đã phát triển ra hai thuốc của amphotericin B mới, đó chính là amphotericin B dạng lipid và amphotericin B dạng liposome để hạn chế được tỷ lệ độc thận do amphotericin B dạng cổ điển gây ra. Và đến năm 2002 là nhóm thuốc kháng nấm mới nhất hiện nay, đó là nhóm echinocandin với hoạt chất đầu tay là carbofungin được giới thiệu. Vậy thì carbofungin, một thuốc kháng nấm thế hệ mới, sẽ có cơ chế tác động như thế nào, khác biệt như thế nào so với những thuốc kháng nấm thế hệ cũ? Cansidat hoặc chắc là carbofungin là một thuốc kháng nấm thế hệ mới. Như quý bác sĩ cũng thấy ở đây, chúng ta có ba nhóm thuốc kháng nấm quen thuộc. Đầu tiên là polyen có các hoạt chất như amphotericin B, nystatin và nhóm thứ hai là azole với những hoạt chất như itraconazole, ketoconazole và fluconazole. Đồng thời cũng có một số nhóm azole mới như voriconazole, bosaconazole. Và nhóm mới nhất đó chính là echinocandin với hoạt chất đầu tiên đó chính là carbofungin. Đối với lại nhóm polyen và nhóm azole, cơ chế chủ yếu sẽ tác động trên màng tế bào nấm. Đối với nhóm echinocandin sẽ chủ yếu tác động trên vách tế bào nấm và đặc biệt ở đây. Carbofungin sẽ ức chế sự tổng hợp của beta-13D glucan trên vách của tế bào nấm. Và thành phần beta-13D glucan này sẽ không có ở tế bào động vật có vú. Chính điều này sẽ giúp cho carbofungin có một tác động chọn lọc trên tế bào nấm gây bệnh và không ảnh hưởng tới tế bào của ký chủ, đặc biệt là tế bào người. Và nó không tạo đề kháng chéo với các nhóm azole và polyen. Vì vậy nên các bác sĩ hoàn toàn yên tâm có thể sử dụng carbofungin khi điều trị nhiễm nấm xâm lấn trên bệnh nhân. Candida có một phổ kháng nấm rộng, tiêu diệt được cả nấm Candida và Aspergillus. Quý bác sĩ, quý dược sĩ có thể thấy ở đây về độ nhạy cảm của các tác nhân nhiễm nấm đối với lại những thuốc kháng nấm hiện tại. Nếu chúng ta so sánh giữa carbofungin và fluconazole và amphotericin B là hai thuốc kháng nấm thường xuyên được sử dụng hiện nay, thì đối với lại chủng Aspergillus, fluconazole hoàn toàn không có tác dụng. Và bên cạnh đó, đối với chủng Candida krusei đã kháng tự nhiên với lại fluconazole và Candida glabrata kém nhạy với fluconazole thì carbofungin vẫn cho được hiệu quả tốt. Đồng thời, khi so sánh với amphotericin B, một số chủng Aspergillus và Candida cho tình trạng kháng cũng như kém nhạy thì carbofungin vẫn mang lại được hiệu quả điều trị. Và cụ thể, trong một nghiên cứu so sánh về hiệu quả cũng như độ an toàn giữa carbofungin và fluconazole trong điều trị nhiễm nấm phổi nặng ở bệnh nhân tại khoa chăm sóc đặc biệt, với thiết kế nghiên cứu tuyến cứu ngẫu nhiên, 36 bệnh nhân được chia thành hai nhóm. Nhóm đầu tiên sử dụng carbofungin 70 mg ngày đầu tiên và 50 mg những ngày tiếp theo. Tương tự, nhóm thứ hai được sử dụng fluconazole trong vòng 14 ngày. Và kết quả cho thấy, về mặt hiệu quả, carbofungin hoàn toàn vượt trội hơn hẳn so với fluconazole với 100% đáp ứng về mặt hiệu quả, trong khi fluconazole chỉ có khoảng 66% về mặt đáp ứng. Bên cạnh đó thì tác dụng phụ của fluconazole khá là càng nhiều, lên tới 72% so với carbofungin chỉ có khoảng 22%. Chính vì đó, các tác giả đã đưa ra được một kết luận là carbofungin hoàn toàn vượt trội hơn hẳn fluconazole cả về mặt hiệu quả và độ an toàn và rất thích hợp trong việc điều trị nhiễm nấm xâm lấn ở những bệnh nhân tại khoa hồi sức tích cực. Và một nghiên cứu khác so sánh giữa carbofungin Cansidat với lại amphotericin B dạng liposoma trong điều trị kháng nấm theo kinh nghiệm. Mục tiêu của nghiên cứu là đánh giá về hiệu quả, độ an toàn của Cansidat so với amphotericin B dạng liposoma để điều trị kháng nấm trên hơn 1.000 bệnh nhân người lớn có sốt kéo dài và giảm bạch cầu.
Thiết kế nghiên cứu là phân nhóm ngẫu nhiên một một mù đôi, đa quốc gia và bắt chéo đôi. Thuốc kháng nấm được điều trị theo kinh nghiệm, thành công phải đáp ứng cả 5 tiêu chí thành phần. Đây là hai nhóm bệnh nhân được phân bố ngẫu nhiên. Nhóm đầu tiên được sử dụng carbapenem với liều tải là 70 mg ngày đầu tiên và sau đó là 50 mg những ngày tiếp theo. Nhóm thứ hai sẽ được sử dụng amphotericin B dạng liposoma với liều là 3 mg trên ký mỗi ngày. Cả hai nhóm đều được sử dụng thuốc kháng nấm lớn hơn 14 ngày và tiếp tục theo dõi sau đó 14 ngày. Kết quả của nghiên cứu cho thấy tỷ lệ đáp ứng chung của carbapenem và amphotericin B dạng liposoma là tương đương nhau và không có nhiều sự khác biệt. Tuy nhiên, khi chúng ta xét tới 5 tiêu chí thành phần, carbapenem sẽ vượt trội hơn so với amphotericin B dạng liposoma tại 3 tiêu chí. Tiêu chí đầu tiên là điều trị thành công nhiễm nấm căn bản. Nhiễm nấm căn bản được định nghĩa là nhóm bệnh nhân khi nhập vào nghiên cứu trong vòng 2 ngày đầu tiên phát hiện nhiễm nấm thì được định nghĩa là nhiễm nấm căn bản. Thì trên nhóm bệnh nhân này thì carbapenem có hiệu quả lên tới 52%, trong khi amphotericin B chỉ có khoảng 26%. Bên cạnh đó, carbapenem chứng minh được hiệu quả sống còn ít nhất 7 ngày sau điều trị cao hơn so với amphotericin B. Đồng thời, việc ngưng thuốc do điều trị của amphotericin B sẽ diễn ra nhiều hơn so với lại carbapenem. Bên cạnh đó, tác giả cũng đi sâu phân tích về một số biến cố bất lợi của các thuốc kháng nấm. Chúng ta có thể thấy đối với độc tính trên thận, amphotericin B sẽ cao hơn hẳn so với lại carbapenem và những tác dụng phụ do tiêm truyền. Và đồng thời là bất cứ tác dụng phụ nào của thuốc so với lại carbapenem thì amphotericin B đều nhiều hơn và sự khác biệt này hoàn toàn có ý nghĩa thống kê. Tác giả cũng phân tích sâu hơn về tỷ lệ sống còn sau điều trị đối với hai nhóm bệnh nhân được sử dụng carbapenem và amphotericin B. Quý bác sĩ, quý dược sĩ có thể thấy ở đây, đối với nhóm bệnh nhân sử dụng carbapenem sau quá trình điều trị thì tỷ lệ sống còn của bệnh nhân vẫn rất cao, lớn hơn 90% so với lại nhóm sử dụng amphotericin B dạng liposoma là dạng mới nhất của amphotericin B vẫn là 80%. Và sự khác biệt này là hoàn toàn có ý nghĩa thống kê. Trong các guideline, Candida đều được khuyến cáo ở mức khuyến cáo cao nhất. Đặc biệt là guideline hướng dẫn chẩn đoán và điều trị nhiễm nấm xâm lấn của Bộ Y tế được ban hành vào ngày 14 tháng 7 năm 2021. Trong hướng dẫn chẩn đoán và điều trị nhiễm nấm xâm lấn của Bộ Y tế năm 2021, trong điều trị nhiễm Candida máu đơn độc có hai đối tượng bệnh nhân. Đối tượng đầu tiên là không giảm bạch cầu, không ghép tế bào gốc và đối tượng có giảm bạch cầu và có ghép tế bào gốc thì ưu tiên hàng đầu vẫn là carbapenem hoặc chất đầu tiên của nhóm echinocandin trong quá trình điều trị. Tiếp theo sau đó chúng ta có thể thay thế bởi fluconazole hoặc là amphotericin B dạng lipid. Đặc biệt khi thay thế bằng fluconazole, bệnh nhân sẽ không nặng và không nhiễm những cái loại candida kháng với fluconazole. Và đối với việc thay thế bằng amphotericin B dạng lipid thì quý bác sĩ, quý dược sĩ có thể chú ý chỉ sử dụng khi không dung nạp với các thuốc kháng nấm khác. Và chúng ta có thể xuống thang bởi fluconazole hoặc voriconazole trong một số trường hợp khi mà lâm sàng của bệnh nhân ổn định và khi có kết quả cấy máu trong sau khi điều trị có kết quả âm tính. Thời gian điều trị sẽ kéo dài khoảng 2 tuần sau khi kết quả cấy máu âm tính và cải thiện triệu chứng lâm sàng do nấm Candida. Một số điều trị Candida máu kèm với xâm lấn cơ quan khác, chúng ta sẽ có máu cộng với nội tạng, máu cộng với ổ bụng hoặc là máu cộng với nội tâm mạc và máu cộng với xương khớp thì chúng ta đều thấy nhóm echinocandin với hoạt chất là carbapenem đầu tiên vẫn được ưu tiên đầu tay trong quá trình điều trị và những cái thuốc điều trị duy trì sẽ là fluconazole. Thông qua những thông tin em vừa trình bày, đó là lý do carbapenem được chỉ định trong điều trị theo kinh nghiệm những trường hợp được cho là nhiễm nấm ở những bệnh nhân giảm bạch cầu trung tính và sốt, được ưu tiên đầu tay trong việc điều trị nhiễm Candida xâm lấn và Candida thực quản. Đối với trường hợp điều trị nhiễm Aspergillus xâm lấn ở những bệnh nhân kháng trị hoặc là không dung nạp với các trị liệu khác thì chúng ta có thể sử dụng carbapenem như là một liệu pháp cứu vãn. Trong một số trường hợp, carbapenem chống chỉ định dùng cho bệnh nhân quá mẫn với bất cứ thành phần nào của thuốc. Đồng thời, phản vệ cũng đã được báo cáo trong quá trình điều trị. Nếu như điều này xảy ra, chúng ta nên ngưng điều trị bằng carbapenem và thay thế bằng một liệu trình khác phù hợp hơn. Hội chứng Stevens-Johnson hoặc là hội tử
biểu bì, nhiễm độc cũng đã được báo cáo trong quá trình sử dụng carbapenem. Đặc biệt khi sử dụng carbapenem cùng với lại cyclosporine, chúng ta cần phải theo dõi chặt chẽ men gan trong quá trình sử dụng và cân nhắc giữa lợi ích và nguy cơ. Đối với một số trường hợp thuốc có chứa đường sucralose hoặc là bệnh nhân có các bệnh di truyền hiếm gặp, việc khiếm khuyết dung nạp fructose hoặc là không đủ men sucralose isomaltase thì không nên dùng. Trên một số nhóm đối tượng bệnh nhân đặc biệt như là phụ nữ có thai và cho con bú thì chúng ta cần phải cân nhắc không nên dùng cho phụ nữ có thai trong thời kỳ mang thai, đặc biệt chỉ khi mà cần thiết. Đối với phụ nữ cho con bú thì chúng ta sẽ không sử dụng carbapenem trong thời kỳ này. Khi sử dụng cho trẻ em thì hiệu quả và tính an toàn của carbapenem còn chưa được nghiên cứu một cách đầy đủ trong các thử nghiệm lâm sàng tiền cứu liên quan đến trẻ sơ sinh và trẻ dưới 12 tháng tuổi, và chưa có một nghiên cứu nào của carbapenem ở các bệnh nhi bị viêm màng trong tim, viêm xương tủy và viêm màng não do Candida. Carbapenem cũng chưa được nghiên cứu làm thuốc điều trị khởi đầu cho bệnh nhân nhi nhiễm Aspergillus xâm lấn. Đối với một số tình trạng đặc biệt như bệnh nhân cao tuổi thì không cần chỉnh liều, và đối với bệnh nhân suy thận thì carbapenem hoàn toàn an toàn và không cần chỉnh liều. Tuy nhiên, đối với những bệnh nhân suy gan thì chúng ta sẽ chỉnh liều ở những bệnh nhân có mức độ suy gan nặng với chỉ số Transaminase từ lớn hơn 9 điểm, và ở những bệnh nhân nhi mà suy gan các mức độ đều phải chỉnh liều. Đây là một số tác dụng phụ ý của carbapenem thường gặp. Đầu tiên đó chính là những phản ứng quá mẫn. Tiếp theo là phản ứng phù phổi, hội chứng suy hô hấp ở người lớn cũng đã được theo dõi trong quá trình điều trị carbapenem ở bệnh nhân nhiễm Aspergillus xâm lấn. Đặc biệt trong một số nghiên cứu lâm sàng, các phản ứng tại chỗ khác như là ban đỏ, đau, nhạy đau, ngứa, tiết dịch và cảm giác bỏng cũng đã được quan sát thấy ở những bệnh nhân sử dụng carbapenem. Qua những thông tin ở trên, Candida là một thuốc kháng nấm thế hệ mới với cơ chế đặc biệt hơn so với những thuốc kháng nấm thế hệ cũ khác, đó là tác động trên vách tế bào nấm, đồng thời giúp hạn chế được tác dụng phụ và an toàn hơn so với những thuốc cổ điển. Với phổ kháng nấm rộng tiêu diệt được cả Candida và Aspergillus, hiệu quả trên biofilm, Candida hoàn toàn thích hợp là một khuyến cáo hàng đầu trong các guideline được chỉ định trong điều trị nhiễm nấm máu, nhiễm nấm nội tạng. Và chính vì lý do đó, Candida thích hợp là một lựa chọn đầu tay trong điều trị. Cuối cùng, em xin kết thúc phần trình bày của mình tại đây. Em xin kính chúc quý thầy cô, quý bác sĩ, quý dược sĩ nhiều sức khỏe và kính chúc hội thảo, hội nghị thường niên của Hội Hô hấp Việt Nam năm 2021 thành công tốt đẹp. Em xin cảm ơn ạ.